Thưa bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, là hội viên nông dân thuộc chi hội ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, nhiều năm qua, Nguyễn Văn Dũng, một nông dân nghèo, đã sáng chế ra nhiều nông cụ có công năng hữu hiệu. Anh mới chỉ học hết lớp 3 nhưng đã chế tác thành công nhiều loại máy phục vụ cho việc đồng áng. Gần đây nhất, anh Dũng lại cho ra đời máy phóng lúa gặt đập liên hợp, xe phun thuốc trừ sâu hoạt động hiệu quả. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến bà con và các bạn phóng sự Nông dân nghèo chế tác nông cụ. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Lập nghiệp từ 1 hectare ruộng do cha mẹ để lại, thời niên thiếu, anh Nguyễn Văn Dũng, tự Hai Dũng, phải giúp mẹ nuôi chạy ba em thơ khi cha anh sớm hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Làm lũ trên mảnh ruộng cằn, anh Dũng vừa canh tác lúa, vừa cải tạo đất. Từ làm một vụ lúa tăng lên ba vụ mỗi năm, từ một gia đình thiếu ăn đến đủ ăn và dần có dư tích lũy nhiều năm, anh mua thêm 3 hectare ruộng lúa. Vốn bản chất thật thà, quanh năm chí thú trên đồng ruộng nhà mình, không am hiểu về khoa học kỹ thuật. Trước sự cơ cực của bản thân và bà con nông dân, diễn cảnh hàng năm đến vụ lúa phải chạy khắp nơi tìm công cấy, công gặt, lắm lúc không gọi được công lao động vốn hiếm hoi nơi vùng biên giới này. Vụ mùa trễ nải thất thu là chuyện thường xảy ra. Thời tiết mưa bão bất thường làm thiệt hại không ít cho nông dân. Ý định nghiên cứu tạo ra loại máy vừa cắt vừa phóng lúa đã xuất hiện trong đầu anh Hai Lúa này. Vốn chỉ trước đó, Hai Lúa cũng chế tạo thành công dàn cày cho máy xới tay. Máy phóng lúa đặt trên động cơ chạy ra đến đồng ruộng, máy cắt xếp lúa thành từng dãy. Ý chí quyết tâm và sự cố gắng học hỏi, Hai Dũng tiến hành mua máy khoan, máy tiện, máy hàn, tự nghiên cứu, gia công và lắp ráp hoàn chỉnh máy vừa cắt vừa phóng lúa, sử dụng đạt chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, chiếc máy này đã tham gia hội thi khoa học công nghệ sáng tạo năm 2011, do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức và đạt giải nhì. Bến Cầu là một địa phương thuần nông. Hàng năm, bà con canh tác gần 30.000 hecta lúa, 10.000 hecta mía, 15.000 hecta mì, 20.000 hecta cao su. Là người nông dân cần lao có ý chí sáng tạo, thấy sự chất giả khi trên người nông dân phải mang bình phun thuốc trừ sâu bằng thủ công. Khi vận hành, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường hợp phun xịt thuốc thời gian dài, nguy cơ nhiễm độc cao, có khi dẫn đến tử vong. Tình cờ Hai Dũng lại chứng kiến một trường hợp người bị ngộ độc thuốc khi xịt thuốc trừ sâu phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Anh phát sinh ý định và đã mày mò sáng tạo thành công xe phun thuốc trừ sâu có người lái. Đầu năm 2013, anh tiến hành lắp ráp và hoàn chỉnh sau một tháng. Xe phun thuốc ra đồng vận hành rất hiệu quả. Về kỹ thuật, anh tự thiết kế, định hình, sáng chế toàn bộ xe phun xịt thuốc. Về vật liệu, sử dụng sắt thép, động cơ máy nổ đã qua sử dụng. Các chi tiết gồm: động cơ máy Honda quay 110 phân khối, có hộp số tự chế gồm 4 số tới, 4 số lùi. Khung sườn làm bằng thép V5. Chiều ngang 1m, chiều dài 2,3m, chiều cao 1,1m. Chân gồm có 4 bánh vận dụng bánh Honda để chạy trên đường. Đến khi xuống ruộng, thay thế bằng cặp bánh sắt đi lầy tự chế. Hai chân trước làm bằng hai phục nhúng của chân trước Honda, hai bánh tự chế. Thuốc bơm ra bằng đầu bơm máy nén. Trên xe chở một bình 100 lít thuốc. Cần phun thuốc dài 9m, trên cần gắn 23 bét phun. Đi trên đất khô chở 200 lít thuốc, xịt diệt mầm cho mì mới trồng, xịt cỏ và sâu bệnh cho cây mía, xịt cỏ và sâu bệnh cho cao su đều tiện lợi. Hoạt động rất gọn nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe cho người ngồi điều khiển phía trên. Xe phun thuốc trừ sâu do Hai Dũng chế tạo, giá thành không quá 15 triệu đồng, đạt năng suất 1 hecta 1 giờ, đã giúp người nông dân chuyển đổi sức lao động, giảm chi phí, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Tôi suy nghĩ thấy cái gì cũng vậy, cái gì khó thì tôi thấy không có gì khó hết, chỉ sợ lòng mình không bền thôi, chứ còn nếu chấp nhận làm là mình làm được hết mọi tất cả. Tôi tập, tôi hàng được,
Cái sau khi năm là coi như 2006 tôi mua máy tiện về, tôi cũng không biết tiện nữa. Tôi mua máy tiện thời điểm đó 20 triệu. Cái tôi đem về nhà cái tôi cũng là coi như là mua sắt đồ về nhà tôi dọc, tôi làm riết mấy tháng cái được. Được cái xong cái tôi mới nghiên cứu tôi đóng cái máy là coi như là cái máy gạt đập liên hợp đó là thời điểm đó. Thì phải nói nó rất là khó khăn lắm. Nhưng mà tôi cũng phải ráng là coi như mài mò nghiên cứu rồi phải chí công kìa. Chứ không chí công là coi như là bỏ hết công việc. Chứ mình thấy bất mãn cái mình nghĩ mình bỏ là kể như công việc mình lỡ dở. Tôi nghiên cứu tôi chế cái máy phun thuốc mình ngầu để mình phun vậy. Rồi ở dưới này ra vậy nó không có bị ô nhiễm là nó khỏe cho bà con nông dân. So sánh chi phí của từng loại máy. Nếu phun thuốc thủ công bằng thuê công lao động chi phí 2 triệu đồng một hecta. Sử dụng máy phun xịt có sẵn trên thị trường chi phí 1,6 triệu đồng một hecta. Sử dụng xe phun xịt do anh Dũng tự tạo chi phí 465.000 đồng một hecta. Như vậy, sử dụng xe phun thuốc do anh Dũng tự tạo thay cho phun xịt thuốc bằng thủ công, máy mang trên vai tiết kiệm hơn 1 triệu đồng một hecta cho mỗi lần xịt. Đối với cây mía cũng tương tự, nhưng đơn giá phun xịt thủ công hiện nay đối với cây mía cao hơn so với cây lúa và các loại cây trồng khác. Sử dụng xe tự chế này sẽ giảm chi phí gần 2 triệu đồng một hecta. Xe phun xịt thuốc này có thể thực hiện các nhiệm vụ diệt cỏ mầm, diệt cỏ quang, diệt trừ sâu bệnh. Đối với các loại cây trồng như mía, lúa, sử dụng xe phun thuốc tự chế còn có lợi cho việc tiết kiệm thuốc do không phun thuốc lặp lại phần diện tích đã phun. Sử dụng xe sẽ giải phóng được sức lao động thủ công, bảo vệ sức khỏe cho người, hạn chế độc hại của thuốc, ít tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm tối đa nông dược. Xe phun thuốc trừ sâu tự thiết kế dễ tìm các chất liệu phụ kiện ở những nơi bán xe Honda cũ, bán phụ tùng xe Honda đã qua sử dụng. Từ cái chỗ mà thực tế đi làm ruộng thì anh thấy cái công việc đó là có ích lợi cho cô bác nông dân. Cái thứ hai là đạt cái hiệu quả kinh tế. So với cái máy mà thực tại là cá ở chỗ nông dân làm thì nói chung là cái máy của anh là đạt hiệu quả và làm ăn được cô bác là công nhận và có cái sáng kiến kỹ thuật. Thấy cái cực khổ của cô bác thì anh động viên anh, cuối cùng anh học hỏi kinh nghiệm từ cái chỗ mà việc làm thực tế của anh, cho nên anh tiếp tục sáng chế tiếp cái máy phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp để cho cô bác làm ăn đạt hiệu quả. Những kỹ sư hai lúa chế tạo nông cụ ở từng thời điểm, ở từng nơi trên toàn quốc đã từng xuất hiện. Nhưng đồng loạt nhiều nông cụ mà tất cả nông cụ đều sử dụng hữu hiệu cho đến ngày nay đã được sáng tạo của hai lúa học hết lớp 3 trường làng như Hai Dũng, Dùng Biên Giới thì rất hiếm. Là một nông dân chân chất, hai lúa Nguyễn Văn Dũng luôn phấn đấu học hỏi và luôn giúp đỡ mọi người chung quanh. Là một hội viên gương mẫu ở địa phương, vợ chồng anh có hai con trai, một em đang học năm thứ tư trường Đại học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, em còn lại đang học năm thứ ba trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh và được một tổ chức của Nhật Bản tài trợ du học ở Nhật 3 năm từ tháng 5 năm 2013. Đây là niềm an ủi lớn lao nhất của vợ chồng hai lúa Dùng Biên Giới. Thưa bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, chương trình Nông dân Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.